các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hiện tại là mình đang ở tại khu đô thị Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Hôm nay mình sẽ đi quay cho các bạn, bây giờ là khoảng 40 triệu bạn, mình sẽ quay cho các bạn cái cảnh đẹp và buổi chiều ở tại cái khu đô thị Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh này các bạn ơi. Nên buổi chiều là trong này là rất là lý tưởng rồi, các bạn có thể là thả diều các bạn. Trong này rất là mát các bạn ơi. Ở đây là khu vực gần bờ hồ các bạn. Và bên kia là có một số một vài bạn đã đang thả diều các bạn ơi. Khu này rất là rộng và cực kỳ là đẹp đó. Cái view rất là đẹp. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn cái view đẹp như thế nào nha. Ở trong cái này gọi là cái khu làng đại học đó. Ở phía xa kia các bạn, phía xa trên đây là khu vực chùa núi Châu Thới của huyện Dĩ An các bạn. Còn dọc bên kia là khu vực chúng ta đang nói là khu bờ hồ, rất là đẹp, rất nhiều bạn đang chụp hình bên kia. Phía bên kia thì có mấy bạn nhỏ đang cùng với ba mẹ là thả diều các bạn. Khu này rất là mát các bạn ơi. Mấy bạn câu cá các bạn. Bên kia có mấy cần thủ đang câu cá các bạn. Một cái số cảnh đẹp ở cái khu vực này vào ban đêm các bạn, nhưng mà ban ngày thì phải nói là khung cảnh này rất là đẹp rồi. Cái hồ này là xưa nó là cái mỏ đá Đông Hòa này các bạn, mỏ đá Đông Hòa người ta khai thác đá, bây giờ nó trở thành một cái hồ đẹp như thế này và nó nằm trong khuôn viên của Đại học Quốc gia và ở đây có là hàng rào bảo vệ bạn, và rất là sâu này, rất là nguy hiểm các bạn ơi, nhưng mà cảnh rất là đẹp. Trái vào đường trục chính trung tâm. Ở phía bên kia là có một cái khu mà cây nó cháy nhưng mà nó tạo nữa. cảnh chụp hình rất là đẹp các bạn, mình sẽ vào đó quay cho các bạn cảnh chụp hình rất là đẹp. Cái này ngay trong cái đường trục số 7, 9 số 7 các bạn, của cái khu đô thị Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Trái vào đường trục chính trung tâm. Các bạn thấy không ạ? Đây những cây nó cháy như thế này, lá cháy như thế này nhưng mà cảnh chụp hình cực kỳ đẹp các bạn. Ở đây có nhiều bạn trẻ đang chụp hình tự sướng các bạn thấy không? Phía sau là cái bờ hồ rất là mát. Ở phía bên kia thì cũng có nhiều bạn đang tạo dáng chụp ảnh tự sướng các bạn ơi. Bên kia cũng có nè các bạn. Ở trong cái khu làng đại học này thì cảnh rất đẹp, rất mát, nhưng mà các bạn nên đi vào ban ngày thôi, ban đêm thì cũng nguy hiểm lắm đó. Thực sự là cái cảnh ở phía trong làng đại học này rất là đẹp nha các bạn. Ban ngày rất đẹp, ánh nắng ánh sáng đủ là lên hình rất là đẹp các bạn. Đây chúng ta đi giống như ta đi ở một cái khu phố nào bên Tây các bạn ơi. Bên đây có cây, bên kia có hồ nước. Ở xa xa kia là các bạn trẻ đang thả diều. Một cảnh rất đẹp. Ở đây có vài bạn nhỏ đang thả diều các bạn. Ban đêm thì ở trên
vỉa hè như này của cái đường tuyến đường như này thì có nhiều bạn trẻ sẽ tập trung để mà vui chơi, rồi các bạn nhiều trường sinh viên thì cũng có tổ chức ăn uống nhậu nhẹt ở đây các bạn ơi. Khu này còn nói ban đêm mà hôm trước mình đã có quay video cho bạn rồi nhưng mà nó chưa có đầy đủ lắm, ban ngày thì mình sẽ quay cho bạn cảnh đẹp ở đây, những cảnh lá ở đây sao nó đặc biệt héo như thế này nhưng mà chụp hình lên hình rất đẹp. Trong đây thì có cái tuyến xe buýt, rất nhiều tuyến xe buýt đi về các cái quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh này các bạn. Thì các bạn sinh viên học kia là các bạn sinh viên đang vừa mới, hôm nay là thứ bảy rồi, các bạn sinh viên học quốc phòng các bạn. Ở trong này có một cái trường của học quốc phòng, nó sát đây cũng nằm trong làng đại học luôn. Các bạn đang rải bộ trên những cái tuyến phố nội ô đi về, các bạn nội ở trong làng đại học đi về, các bạn về ký túc xá đó. Các bạn thấy cảnh yên bình không bạn, rất là tuyệt vời các bạn, rất là mát mẻ. Phải nói là những tuyến đường bên trong khu làng đại học này là cái điểm đến lý tưởng cho các bạn thanh niên các bạn đi về hướng tây nam. Nói chung là buổi chiều như vậy là mình cũng đã cùng các bạn dạo một vòng ở trong cái làng đại học các bạn. Và nói là cái cuộc sống sinh viên thực sự là quãng thời gian rất đẹp của đời người, với mình cũng vậy thôi các bạn ơi. Mình xin kết thúc video ở đây nhé. Mình muốn tìm lại một cái gì đó kỷ niệm của ngày xưa ba. Nên mình quay các bạn những cảnh ở trong làng đại học thôi. Mình đang có công việc, xin hẹn lại các bạn ở những video sau nhé. Xin tạm biệt các bạn.